Ngày 11 tháng 12, qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Kon Tum xác định đơn vị có nhiều vi phạm về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum. Cụ thể, mua gỗ cung cấp cho người dân đẻo thuyền độc mộc sai đối tượng. Photo, in tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối tượng 4. Tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 vượt số lượng, không có nội dung sai quy định. Ban Dân tộc và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum tự ý thỏa thuận phân chia 20% nguồn quản lý dự án cho Ban Dân tộc tỉnh thụ hưởng là sai quy định. Tổng số tiền chi sai quy định cần thu hồi là hơn 393 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban triển khai cấp USB file âm thanh tuyên truyền pháp luật hôn nhân dân số gia đình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống khi chưa khảo sát nhu cầu và điều kiện vật chất dẫn đến sử dụng chưa hiệu quả. Việc khảo sát nhu cầu sử dụng khung dệt vải thổ cẩm để thực hiện đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ chưa được chặt chẽ, thiết thực.